gì vậy? Xe tự chế. Cái này sẽ thú vị lắm đây. Chờ đã, mình vừa thấy từ đua xe. Giải thưởng là một chiếc xe thật. Tuyệt vời, đúng thứ mình cần rồi đây. Nè, cẩn thận tí đi chứ. Tôi không để yên đâu á nha. Wow, lại một sự kiện thú vị nữa. Mấy sự kiện này sao thiếu mình được. Và mình sẽ lấy poster luôn. Không ai biết được đâu hen. Không biết nó có nghĩa là gì nhỉ? Ồ, thì ra là vậy. Để như vậy dễ đọc hơn hẳn à nghe. Tuyệt vời, đúng là một ý hay. Chơi luôn. Ủa, cái gì vậy? Giờ không phải lúc để nghỉ. Mình phải lên kế hoạch ngay thôi. Mình không có ý tưởng gì cả. Mình phải nghĩ ra gì đó chứ. Được rồi, mình tự nghĩ vậy. Chắc phải thư giãn một tí thôi. Đua xe là đam mê của mình. Để xem ai sẽ về nhất nha. Con vịt dễ thương ghê. Tiếng kêu thú vị thiệt á. Quát, 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 quát. Mình thích bọt bong bóng. Thư giãn quá đi. Sẵn sàng đi lặn chưa, vịt con bé nhỏ? Mình sẽ làm một chiếc siêu xe. Nhưng mà làm sao làm được đây? Đúng rồi, một khúc gỗ. Đúng thứ mình cần. Khúc gỗ của mình, Pinocchio sẽ chiến thắng bất chấp mọi thứ. Mình nên làm gì đây? Phải có gì đó chứ. Không, thật nhảm nhí. Mặc dù, mình nghĩ nó đáng để thử đó nha. Oh yeah, sao mình không nghĩ ra nó ngay từ đầu ta? Wow, tuyệt vời. Chúng ta có gì ở đây đây? Vịt tốc độ nè. Đúng rồi, mình thông minh ghê. Yeah, vịt. Họ sẽ không đuổi kịp chúng ta. Được rồi, bản thảo đã xong. Bắt tay vào việc thôi. Họ sẽ ghen tị lắm cho mà xem. Phụ tùng chính của một chiếc xe là bánh xe mà. Này, đi đâu đó? Dừng lại ngay. Hoàn hảo. Mình sẽ làm một thứ tuyệt vời từ những cái này nha. Bắt đầu làm thôi nào. Con gái thật thông minh và mạnh mẽ. Nhìn nè. Làm thôi. Đây sẽ là một phát minh vĩ đại. Whoosh, nhanh quá. Mình không phanh được. Biết ngay sẽ bị vậy mà trời ơi. Cứu, nhấc nó ra khỏi người đi. Ủa, cổ của mình. Cái này ổn phết ha. Chúng ta sẽ chiến thắng đây. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Lúc nào cũng xảy ra vấn đề với mấy dụng cụ này hết á. Thôi nào, làm theo cách dễ nhất thôi. Như vậy, ai sẽ là người chiến thắng được hả? Lại đây nào. Chỉnh sửa một chút xíu nghen. Hoàn hảo, dễ hơn mình tưởng nhiều. Giờ ai sẽ là người chiến thắng đây hả? Mong là không có ai định đập quanh đây. Dự án này phải được bảo mật à nghen. Ồ, tuyệt. Sắp xong rồi nè. Chắc là nó sẽ hoạt động. Giải thưởng là của mình. Nó khó hơn mình nghĩ nhiều á. Nhưng không sao. Điều quan trọng là chiếc xe đã xong rồi đây. Mình nên chọn gì đây ta? Xe của mình phải trông thật đẹp à nha. Đây rồi. Đúng thứ mà mình cần đây. Thật khó để không chú ý. Đến lúc biến chiếc xe trông thật lộng lẫy nè. Wow, thật tuyệt quá đi. Giờ thì đi thôi nào. Một vài chi tiết cho con cưng của mình. Chờ đã, vài mảnh gỗ. Ồ, chắc chắn nó rất là đáng luôn nha. Thêm một chút sáng tạo vào thiết kế này đi. Ồ, còn nhiều thứ phải làm quá à. Không sao, với chiếc xe này mình chắc chắn sẽ chiến thắng đây. Chào, có ai ở đây không? Wow, cái này nhìn đẹp quá à. Nó sẽ lộng lẫy lắm đây nha. Chỉ cần vài thứ nữa. Wow, mình khỏe quá đi. Nhánh cây này không vừa. Chúng ta có gì đây ta? Ồ, cái này ngoáy mũi đúng tuyệt nè.
mình là nhà phát minh tuyệt vời. Wow, cái này giống như thứ mình đang cần nè. Tuyệt quá. Mọi thứ chắc đã xong xuôi rồi. Chiếc xe có thể chạy. Nhưng hình như mình quên cái gì đó. Nghĩ đi Kevin, nghĩ đi. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Wow, cái gì đây? Không thể nào. Không thể tin được. Đây là con tàu hả? Không, mình nghĩ có vẻ ai đó làm nhiều quá rồi. Đúng rồi, nó là gợi ý. Sao mình không nghĩ ra ta? Mình có thể làm một cánh buồm bằng tấm màng. Thật tuyệt vời, làm ngay thôi nào. Tuyệt phẩm, mình có một chiếc xe tàu thật ngầu. Xong rồi, dễ quá đi à. Con gấu bông này sẽ là người chỉ đường. Và phải nhớ, an toàn là trên hết nha. Mọi thứ sắp xong rồi đây. Một vài chiếc lông vũ trên tay cầm màu hồng. Một trái tim, tuyệt vời. Mình không thể nào rời mắt khỏi nó. Một vài viên kim cương giả trên mui xe nữa. Chiếc xe này xứng đáng nhận giải nha. Giờ thêm vài bông hoa. Xong rồi, đẹp quá đi. Đây là chiếc xe dành cho công chúa. Ô không, mình phải đi thay đồ ngay thôi. Mình phải mặc đồ hợp với chiếc xe nữa. Chiếc siêu xe bằng gỗ sắp xong rồi đây. Thêm ít cây xanh nè. Mọi thứ có vẻ rất ổn. Đi đua xe thôi nào. Ồ, mùi gì vậy? Không sao, nó sẽ làm mọi thứ trông khó nhằn hơn. Ồ, tuyệt, thông minh lắm. Cái gì vậy? Càng biến tấu càng tuyệt hơn. Động cơ thân thiện với môi trường. Hay lắm luôn á. Quạt quạt. Vịt con đã sẵn sàng để đi bơi. Đây, ngồi ở đằng trước đi. Một cái mỏ neo, đôi cánh. Ra khơi an toàn anh bạn. Thật tuyệt quá. Mong là mọi thứ đều ổn. Chúc chúng ta may mắn. Chúng ta nên thay đồ trước đi thi. Chúng ta có gì đây nhỉ? Cái này không được. Cái quần này nên cho vào trong thùng rác. Cái gì đây? Quần của ai vậy? Người chiến thắng tương lai nên chọn gì đây? Wow, đúng thứ mình cần rồi nè. Vừa đẹp. Cảm ơn nha. Được rồi, trang phục của nhà vô địch đã sẵn sàng. Mình không cần cái này nữa. Mình tìm ra thứ mình cần rồi nè. Chắc sẽ ổn lắm đây. Không, đừng có nhìn nha. Cấm nhìn lén. Tôi chưa xong mà. Tuyệt. Giờ đi giành chiến thắng thôi nào. Mũ bảo hiểm vô địch của mình đâu rồi nhỉ? Được rồi. Viking sẽ thắng. Đầu của mình sẽ an toàn. Đây, mềm mại và ấm áp. Và điều quan trọng nhất là an toàn. Các đối thủ đã sẵn sàng cạnh tranh. Cùng chào mừng Ryan. Mình nghĩ là mình thấy gì đó. Bạn cần không? Christy, thí sinh nữ duy nhất của cuộc thi thật tuyệt vời. Hãy chúc cô ấy may mắn nào. Wow, Kevin đúng chuẩn một vị thần nước luôn. Cuộc đua sắp bắt đầu. Các thí sinh rất căng thẳng. Động cơ đang nổ ầm ầm kia. Mọi người đều muốn chiến thắng. Chắc chắn rồi, giải thưởng là một chiếc xe mà. Được rồi, hãy sẵn sàng. Chuẩn bị, chạy. Các thí sinh lao vào trận chiến. Tiếng gầm của động cơ hoặc là tiếng dậm chân của họ. Họ đều muốn chiến thắng. Thật điên rồ. Không ai muốn rớt lại phía sau cả. Có lẽ các chàng trai đang chiếm ưu thế. Đó chính là cạnh tranh mà. Nhưng hãy nhìn kìa, Christy đang vượt lên. Đúng là ngoạn mục. Rất khó để các chàng trai đuổi kịp cô ấy. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu à nha. Dừng lại, thật không công bằng. Cứ chờ xem, con gái sẽ thắng mà. Không đời nào. Sẽ có một người chiến thắng và đó là mình nha. Cậu không thể biết cậu đang gây rối với ai đâu. Nè, chờ mình với. Và đích kia rồi. Và kết quả hòa. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thì không thể tin được. Chúc mừng các bạn. Và đây là phần thưởng của các bạn đây. Trò đùa hả? Xe của chúng mình đâu? Đây nè, nó y chang bức hình đó. Hà, mấy bạn giữ luôn đi. Ủa, xe đồ chơi. Ryan đi thôi. Bạn thích cuộc đua tự chế này không nào? Bạn có muốn làm cái gì đó cùng bạn bè không? Bạn sẽ làm chiếc xe bằng vật liệu gì nè? Bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha. Đừng bỏ lỡ những video hài hước nhất cho các bạn trẻ trên Trum Trum Select.